dù mà các bạn đã quay trở lại với channel First Date thì như các bạn có thể nghe thấy cái tiếng rong ri rong ri bên ngoài thì Đà Lạt đang mưa rất là to. Nên trong một cái ngày buồn bã tầm tã ảm đạm như hôm nay thì quyết định sẽ ngồi xuống làm một video để chia sẻ với các bạn những sản phẩm kem chống nắng mà Gà cảm thấy là ideal nhất cho các bạn học sinh sinh viên và đặc biệt là trong cái thời gian mùa đông nóng bức này nữa. Thì các tiêu chí mà Gà đặt ra để chọn kem chống nắng cho sinh viên á, thì thứ nhất sẽ là giá thành ok nè. Bởi vì biết là cái thời mà Gà còn đi học á thì Gà thấy là mua một sản phẩm mà từ 150 đến 200 thì Gà cảm thấy một lần số tiền cực kỳ lớn rồi á. Rồi tiêu chí thứ hai á là nó sẽ phải bền nè, tại vì á thường thường học sinh là tụi mình sẽ phải đi học từ sáng tới chiều tới tối, nói chung là hầu như là mình phải đi nguyên ngày luôn đúng không, rồi bao nhiêu nắng nôi rồi đầu ngày rồi buổi trưa là mình phải hóng hết luôn á, vậy nên tiêu chí thứ hai chắc chắn phải bền. Tiêu chí thứ ba là lớp fitness của nó phải cực kỳ tự nhiên. Bởi vì sao? Tại vì bây giờ mình biết là có rất là nhiều trường học thì đã cấm việc học sinh trang điểm này nọ rồi. Nếu mà kem chống nắng mà nó nâng tông quá hoặc nó làm cho da mình sáng quá thì nhìn nó không tự nhiên lắm đúng không? Nâng tông nhẹ nhẹ thôi, nhìn nó vừa vừa thôi, bóng bóng đẹp đẹp thôi chứ đừng có gọi là bị trắng bệnh hay là trắng quá. Đó, thì dựa vào 3 tiêu chí nêu trên thì Gà đã chọn ra cũng 3 sản phẩm kem chống nắng mà Gà cảm thấy là ok nhất để gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Và đặc biệt là Gà còn sẽ có quà cho các bạn ở cuối video, nên các bạn hãy stay tuned sẽ đến hết video nha. Thì cái kem chống nắng đầu tiên mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay thì đây là em này. Đây chính là kem chống nắng của Innisfree. Tên đầy đủ của nó là Innisfree Intensive Laser Sunscreen Stick. Đây đó là một sản phẩm kem chống nắng dạng lăn với chỉ số SPF 50+ và PA là 4+ lận. Và cái stick như thế này thì các bạn có biết là mình có thể xài được trong một khoảng thời gian rất là lâu không? Tại vì mỗi lần mà mình lăn á thì nó kiểu nó tốn bao nhiêu hết đó. Cái em này á thì lúc mà mua nó sẽ không có quá sức là rẻ. Nó sẽ tầm đâu giá là từ 350 đến 450 thì phải, là không có nhớ rõ. Tuy nhiên á là bởi vì cái em này tới 19g lận và 19g kem chống nắng này thì có thể sử dụng thật sự là rất là lâu luôn. Bởi vì đây là kem chống nắng mà người ta đã cô đặt lại rồi. Thì thành phần của em này á, ngoài giúp cho tụi mình chống nắng ra thì còn giúp dưỡng trắng với lại chống lão hóa nữa. Thì Gà cảm thấy là sẽ rất thích hợp cho các bạn ở độ tuổi học sinh sinh viên mà muốn giữ mãi nhan sắc, không bị phai mờ theo thời gian. Thì cái mà Gà thích nhất ở cái kem chống nắng này chắc chắn là cái lớp finish của nó nè. Các bạn có thể thấy là dù là có đi kem chống nắng nhiều như thế nào, đi mấy lớp đi nữa thì nó cũng sẽ không có bị cái hiện tượng là bóng lên hay là nó, nói chung là nó cực kỳ nhẹ nhàng quá, nó như một cái lớp sương khói không có gì và cảm giác nó để lại trên da là một cảm giác rất là mịn giống như kiểu sáp vậy đó, rất là thích. Thì cái loại kem chống nắng như thế này nè sẽ rất là tiện cho mình, ví dụ như là những cái lúc mà mình đi học á mà sau 2-3 tiếng mình muốn reapply kem chống nắng mà mình tay thì đang bẩn rồi đúng không? Thì mình chỉ cần mở cái này ra rồi mình lăn thôi thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với những cái kem chống nắng mà phải bôi dùng tay. Thì đây là một loại kem chống nắng mà mình cảm thấy rất là ideal cho cái việc touch up, rồi cái việc mà nó cái việc touch up, việc bôi lại á. Ngoài ra thì cái mùi của nó cũng rất là dễ chịu nữa và cái lớp finish của nó thì cực kỳ thoáng luôn. Đây là sự lựa chọn đầu tiên. Rồi cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay á thì đây là em này, đây là sản phẩm kem chống nắng Clear White của Skin Aqua. Thì cái dòng này nè, cả nhớ thì nó sẽ có hai dòng thì phải, là Clear White còn một cái là kiểu CC vậy á. Tuy nhiên thì Gà thích cái em Clear White này hơn, bởi vì thứ nhất á là cái texture của nó lỏng hơn rất là nhiều nè, các bạn có thấy không, nó cứ như sữa vậy đó. Mình sẽ dơ lên để các bạn xem nè, thì nó như sữa vậy đó. Rồi khi mà mình tán ra á thì cái cảm giác của nó ở trên da rất là mềm, mùi cũng cực kỳ dễ chịu luôn. Và các bạn biết không tại sao Gà lại cảm thấy cực kỳ thích em kem chống nắng như vậy? Tại vì sau khi mà nó gọi là thoáng khô hết, thấm hết thì nó chỉ để lại một cái bề mặt cực kỳ tự nhiên á, thì nó bóng bóng tự nhiên thôi chứ nó cũng không có nâng tông bao nhiêu hết, mặc dù nó cũng có nâng tông là đều nhấp chút xíu thôi. Và ngoài ra cái kem chống nắng này thì nó còn có thành phần dưỡng trắng nữa, nên thật sự là Gà cảm nhận được cái khả năng dưỡng trắng của em kem chống nắng này luôn á. Kiểu hồi đó có nguyên một khoảng thời gian mùa hè mà Gà thường xuyên bôi cái em kem chống nắng này á, thì sau cái mùa hè đó tự nhiên Gà cảm thấy da của Gà trắng hơn, hồng hơn, và thậm chí là Gà sử dụng em này khi mà đi tập gym nữa thì Gà cảm thấy là da của Gà hoàn toàn không có bị bất bí gì sau khi mà tập gym xong hết, mặc dù Gà đổ mồ hôi rất là nhiều. Tuy nhiên là sau khi mà bôi em này lên thì mỗi lần mà tập gym xong thì cảm giác da của mình nó ẩn hồng lên, nhìn nó còn nó
đẹp hơn lúc mà không đổ mồ hôi nữa. Nên nói chung là Gà cực kỳ thích em này, đặc biệt thích hợp cho những bạn nào mà vận động nhiều. Rồi cái sản phẩm thứ ba mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay thì cũng là một sản phẩm từ Skin Aqua luôn. Đây là Skin Aqua Tone Up UV Essence. Thì cái này nghe tên của nó là các bạn biết là cái texture của nó cũng mỏng đúng không? Nó cũng lỏng như là cái chai này nè. Chắc là cái chai này nó sẽ lỏng hơn một tẹo, tại vì chai này thuộc dạng milk, dạng sữa rồi. Còn cái này thì nó là kiểu essence, cũng dưỡng da. Thì hai cái sản phẩm này nè nó khác nhau như thế nào? Thì như Gà nói là cái sản phẩm này rất là thích hợp cho những bạn hay vận động đúng không? Bởi vì các bạn dù có ra mồ hôi nhiều như thế nào thì nó cũng sẽ không để lại bất kỳ một vết trắng nào hết. Tuy nhiên là cái em sản phẩm này nè, thì cái lớp finish của nó có thể nói là nó che phủ nhiều hơn so với em Kim, nó nâng tông cũng nhiều hơn so với em Kim và nó cũng dày hơn em Kim một chút xíu. Thì cái này á, nó thuộc cái dạng là dành cho những cái bạn mà giống như là Gà vậy đó. Gà nghĩ thì Gà sẽ phù hợp nhất với em này trong những ngày mình muốn ra ngoài. Tại vì sao? Tại vì em này nè, lúc mà các bạn thấy là khi mà mình tán nó lên tay á thì nó nâng tông da, nó nâng tông da nhiều hơn cái bạn Clear White lúc nãy đúng không? Đó, nó làm cho da mình có vẻ là cũng sáng hẳn ra luôn. Và lúc mà nó sáng hẳn như vậy thì Gà lại cảm thấy Gà có cảm giác tự tin hơn á. Mặc dù cái em này thì nó cũng finish của nó cũng tự nhiên, hợp với cái tiêu chí mà như Gà nói ban đầu á là tự nhiên để mình còn đi học nữa. Và đặc biệt thì tại sao Gà lại cảm thấy cái em kem chống nắng này nó hơn những cái sản phẩm tone up, kem chống nắng tone up mà có nâng tone khác á. Thì Gà cảm thấy là em này mặc dù nó có nâng tone, tuy nhiên là nó là dạng essence nên nó vẫn theo cái xu hướng là thấm vào da chứ nó không có bị kiểu một cục á. Thì cả ba em này á đều đạt được cái tiêu chí là thứ nhất là rất là rẻ. Thì cái em này thì cũng không quá rẻ đúng không? Tuy nhiên là nó xài được lâu nên thôi ok tính cho nó rẻ đi thôi. Còn em này thì là rẻ nhất rồi, siêu cấp rẻ. Các bạn có thể tìm mua với giá, Gà không nhớ chính xác nữa. Tuy nhiên là Gà sẽ để link mua hàng ở dưới description box nha. Và ngoài ra thì cái em Skin Aqua này thì cũng cực kỳ rẻ luôn. Tại vì cái em này Gà mới mua tuần trước thôi nên Gà nhớ giá là tầm đâu 175.000 thì phải. Cực kỳ rẻ luôn á, mà cái tuyết to vậy xài đến bao giờ đúng không? Đương nhiên là ba em này đều đạt cái tiêu chí là tự nhiên, lớp finish tự nhiên. Và thứ ba là nó đặc biệt cực kỳ bền luôn. Có nghĩa là Gà có thể sử dụng ba kem chống nắng này nguyên xuyên suốt một ngày dài và tới cuối ngày da của Gà vẫn có cảm giác thoáng, đẹp chứ nó không có bị xuống tông, đổ tông, bị khó chịu á. Rất là highly recommend ba em này. Thì Gà để ý là sau khi mà Gà review một sản phẩm nào đó thì các bạn luôn luôn hỏi Gà là sẽ tìm mua ở đâu đúng không? Thì trong video ngày hôm nay cả ba sản phẩm Gà review Gà sẽ đều để link mua hàng ở dưới description box. Thì link mua hàng lần này là đến từ Lazada. Bởi vì trong từ khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 á thì Lazada sẽ có một đợt sale rất là lớn. Các bạn có cảm thấy cái sản phẩm mà Gà nói trong video ngày hôm nay thì là cực kỳ rẻ đúng không? Nhưng mà các bạn hãy săn sale ở trên Lazada nha. Biết đâu là các bạn có thể săn được những sản phẩm này với giá còn rẻ hơn nữa thì sao? Và cũng như Gà nói ở đầu video thì Gà có quà cho các bạn. Thì Gà có một code giảm giá 20k đến từ Lazada. Và Gà sẽ đặt cái code đó ở dưới description box nha. Hoặc là ở dưới comment, nói chung là ở đâu đó nha. Và các bạn chỉ cần bấm vào link làm theo hướng dẫn một chút xíu là mình có thể lấy được code giảm giá 20k rồi. Video của Gà ngày hôm nay đã là kết thúc. Nếu các bạn thích video thì nhớ like và subscribe cho First Day nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.